À, xin chào bạn. Hôm nay mình giới thiệu bạn sản phẩm này là dùng để sơ cấp cứu bị rắn cắn. Mẫu này nó rất là hay nha. Đó, đây nó có đầy đủ mọi thứ. Mấy cái này là mình săn được giá rẻ chứ ở eBay nó bán là rất là mắc nha bạn. Đó, bạn coi giá thành nó tuy là coi thì nó giống như rẻ nhưng mà các bạn mày về Việt Nam là cả triệu bạc nha. Ở đây mình chỉ bán nửa giá thôi, đây mình săn được giá rẻ hơn. Đó, y chang hết nha. Đó thì là ở đây là mình có, nói chung là mình có đầy đủ ở trong đây. Cái nắp này á, cái vỏ nắp này là bằng cao su, mình có thể là dùng để ví dụ như mình bị rắn cắn mình có thể dùng để hút nọc. Đó, đó có dấu luôn ha. Đó, để vô mình có thể hút nọc được. Đó, tay mình nó tròn. Đó, thấy không, mình có thể hút nọc được. Ở trong đây nó có hai nắp luôn, hai ba cái nó đều là bằng cao su nha, nó đều hút nọc được hết nha. Đó, đó là cái thứ nhất. Rồi nó có thêm chai thuốc nữa, chai thuốc bôi. Đó, trong đây là chai thuốc này nó cũng rất là hay, mình bôi trong đây. Nó có một cái ống thủy tinh nữa, mình khi dùng mình bóp bể nó thì nó mới tràn ra ngoài, nó mới tràn lên cái bông gòn mới thoa. Nếu còn dư á, còn dư mình để lại thoa sau á, là mình có thể dùng cái nắp này đậy lại cho đừng bay hơi hết. Đó, rồi còn nữa mình sẽ có dây rút, dây để cột, ví dụ mình bị rắn cắn ở tay chân gì đó mình sẽ cột trên lại là một bộ dây. Đó, dây có làm sẵn đầu cái nút rút nè. Đó, một dây với cây dao mổ số 11. Đó, đây là dây dao mổ nhanh số 11 mũi nhọn. Đây là tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đó, dây cột. Đó, đầy đủ ha. Đó, họ sẽ hướng dẫn mình rập vết thương, hút nọc độc, cột lại, để sẵn cái đầu hút nọc độc đây cột lại. Đó, sau đó là cái này chỉ là sơ cấp cứu thôi, sau đó bôi thuốc. Đó thì cái này chỉ là sơ cấp cứu thôi. Đó, trong trường hợp khẩn cấp. Đó, một bộ nó sẽ đầy đủ như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.